Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, Chúa Giêsu xuống thuyền, vượt biển mà về thành của người. Bây giờ người ta mang đến cho người một người bách tội nằm trên giường. Vì thấy họ có lòng tin, Chúa Giêsu nói với người bị bách tội rằng: Hỡi con, hãy vững lòng tin, tội của con đã được tha rồi. Bây giờ mấy người luật sĩ nghĩ thầm với nhau rằng: Ông này nói phạm thượng. Chúa Giêsu biết ý nghĩ của họ, liền nói: Tại sao các ông suy tưởng những sự xấu trong lòng, bảo rằng tội của con được tha, hay nói trỗi dậy mà đi, đằng nào dễ hơn? Nhưng nói thế là để các ông biết rằng trên đời này con người có quyền tha tội. Bây giờ người nói với người bất tội: Hãy trỗi dậy, vác giường mà đi về nhà. Người ấy trỗi dậy đi và đi ngay về nhà. Thấy vậy, dân chúng sợ hãi và tôn vinh Thiên Chúa đã ban cho loài người quyền năng như thế. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Kính thưa quý cha, kính thưa cộng đoàn, kính thưa chị Phượng và Tang Quyến. I believe that every tear is a drop of love expressed outwardly. Tears of joy or tears of pain all come from the heart, I mean the source of love. Tears of pain are outward symbols of inward grief. Grief happens because of a loss of love. If we did not love, we would not cry, never. For what we were lost and for what we loved, we will cry. Tears are really signs of our love. When someone is grieving, it is a sign that love exists. Often, people are ashamed of their tears, especially the Vietnamese men. But I would like to remind people that those very tears are the sign of deep love, which is nothing to be ashamed about. In the Old Testament, King David's expressions of grief and his hope to be rescued and to be able to walk in the light of God's presence, he cried. And have you heard about bank of tears, not bank of money? It's not that the plain we cry, or even that what we want to. But if God holds our tears in a bottle, as in a heavenly tear bank, how precious they must be to God. And how precious the tears of the wife for the deceased husband. What does our tear bank look like? Tears like love and never, never wasted. And you know, scientifically, tears are made from proteins, enzymes, lipids, metabolites, and electrolytes. But very interesting to know, from the laboratory, scientists told us that the amount of proteins present in tears when people cry because of an irritant in the eyes is completely different from the amount present when people cry for emotional reason. Amazing. That can prove our true love
our genuine love. And tears bottles were found in very, very ancient Egypt and were quite common in the ancient Roman Empire. And in every family, tear can happen when someone whom they loved had gone. Kính thưa quý cha và cộng đoàn, hôm nay chúng ta mượn câu chuyện sau đây. Một ông có bốn vợ, tôi không có nói là anh Điệp có bốn vợ, nhưng đây là câu chuyện hư cấu, không có thật. Một ông rất giàu, làm ăn rất vất vả và rất thành công đó, cho nên dư tiền để cưới bốn vợ. Dù sướng quá, chắc nhiều người mơ ước lắm. Có chừng người ta bảo một vợ thì nằm giường lèo, hai vợ thì nằm chèo quéo, ba vợ thì ra chuồng heo mà nằm. Như vậy bốn vợ thì không biết nằm ở đâu. Ông ta rất thương yêu bà vợ thứ nhất, hễ có tiền là mua sắm cho bà bất kỳ điều gì bà đòi: áo quần, giày dép, giày cả một tủ, nhiều hơn của bà Tổng thống Aquino. Rồi hễ có tiền dẫn bà ấy đi ăn, toàn là nem công trả phụng, tức là món quý. Rồi đủ thứ trang sức, hột xoàn, kim cương, ngọc trai sắm cho bà. Bà muốn gì ông cũng chiều. Ông cưng bà như cưng trứng, hứng bà như hứng hoa. Đó là bà vợ thứ nhất, tôi tóm tắt. Bà vợ thứ hai, mỗi lần họp hành, xuất hiện trước công chúng, bàn chuyện kinh doanh, đi với bạn bè, ông luôn mang theo bà vợ thứ hai. Và ông rất hãnh diện, khoe với hàng xóm, láng giềng, đồng nghiệp: đây là niềm hãnh diện của tôi, đây là niềm tự hào của tôi, tôi rất thích bà vợ thứ hai này. Nhưng mỗi lần gặp khó khăn, thất bại trong thương trường, ông luôn trở về với bà vợ thứ ba để tâm sự, để hỏi ý kiến phải làm gì. Bởi vì ông rất tin tưởng bà vợ thứ ba này, xem như là một vị cố vấn khôn ngoan, trung tín. Đúng, ông đã xem bà vợ thứ ba như là một người bạn đời tri kỷ, có một không hai trên đời này. Còn bà vợ thứ tư thì ngược lại, rất yêu thương ông, rất khiêm nhường, âm thầm không nói năng gì. Nhưng ngược lại, ông không thèm nhìn đến. Tiếng văn chương gọi là không đoái hoài, chẳng một chút tha thiết nào. Mặc dù bà thứ tư này vẫn một mực yêu thương ông một cách nồng nàn, trung thành tuyệt đối, hiến cả cuộc đời để lo cho cuộc sống của ông. Bà không từ chối bất kỳ hy sinh nào, ngay cả tính mạng của bà. Và ngay những lần ông thất trung thất hứa, bà vẫn rộng lượng tha thứ. Thế mà ông chẳng mấy khi để ý tới bà thứ tư. Đời nó có cái oái oăm như vậy. Rồi một ngày kia, bác sĩ gia đình bảo ông sắp đi. Căn bệnh của ông là bệnh hiểm nghèo, không còn thuốc chữa. Ông hỏi tôi còn bao lâu? Chắc còn tối đa 30 ngày. Thế là ông ấy gọi từng bà vợ đến. Ông gọi bà thứ nhất đến, ông nói: anh nói thật với em, anh rất yêu thương em, chiều chuộng em. Bây giờ anh sắp đi sang bên kia thế giới, em có bằng lòng đi theo anh không? Không có câu trả lời, có tiếng gót đi ra khỏi phòng và có một chữ bye bye. Ông lại gọi bà vợ thứ hai, niềm tự hào của ông đến. Và ông nói: anh rất tự hào về em, rất hãnh diện về em. Nay anh đi sang thế giới bên kia, anh muốn đem niềm hãnh diện của anh đi theo sang bên kia, em có vui lòng không? Và lần này thì ông nghe: không, ai làm chuyện kỳ cục cả. Người nào chết thì chết một mình thôi, chứ còn rủ người ta theo làm gì. Thế là cũng bye bye. Bà vợ thứ ba cũng vậy, đến bên giường nhìn ông rớt nước mắt thương, nhưng nói liền: tôi nghe ông rủ hai bà kia rồi,
ông đừng rủ tôi không đi theo ông đâu. Tôi sẽ tiếp tục sống để tưởng nhớ đến ông. Rồi nghe thoang thoảng trong tiếng gió, em sẽ theo anh về bên kia thế giới. Anh đi đâu em cũng đi theo. Anh yêu dấu, cho em đi theo anh, đừng bỏ em một mình. Ông quay lại thấy bà thứ tư. Câu chuyện tới đó hết. Nghe tức quá không? Nhưng mà bà thứ nhất là cái gì? Thân xác của mình, our body. Mình rất chiều chuộng, cưng chiều, ăn mặc, ăn uống, chiều chuộng nó vô cùng. Nhưng đến cái ngày phải ra đi thì nó nằm yên một chỗ, nó không đi theo mình. Bà vợ thứ hai là bằng cấp, chức vụ, uy quyền, tài năng. Mình rất hãnh diện về nó, nhưng khi mình nằm xuống, có chừng người ta lại khinh mình, không đi theo mình. Bà vợ thứ ba quý hơn, đó là họ hàng, thân thuộc và cả người bạn đời nữa. Chăm lo, săn sóc, an ủi, cố vấn cho mình, nhưng không thể chết thế cho mình được. Chỉ có bà vợ thứ tư, đó là chính linh hồn mình. Nhưng ngược lại, suốt cuộc đời mình quá lo chăm sóc cho cái xác, cho danh vọng, cho niềm kiêu hãnh, cho sự tự hào, cho sự thành công, mình quên mất có người yêu thương mình. Và đến khi mình ra đi, chỉ có linh hồn đi theo mình sang thế giới bên kia. Vậy mà trong cuộc sống mình quên mất linh hồn mình. Hôm nay ngày lễ phát tang của Phêrô, chúng ta tưởng nhớ tới linh hồn Phêrô. 59 năm ở đời chưa đủ để nói chữ hưởng thọ, còn trẻ, thiếu một năm để được hưởng thọ. Làm lụng vất vả ai cũng biết, nhiều người kể cho tôi, anh làm cho gia đình. Xin Chúa ban cho anh giờ này chỉ có người vợ thứ tư đi theo anh thôi, còn chị Sang, chị Phượng cũng ở lại thôi. Nhưng người vợ thứ tư của anh yêu dấu nhất là linh hồn anh ở bên cạnh anh. Linh hồn đó được trang điểm bằng cái gì? Có lẽ bằng tình thương anh dành cho gia đình, cho vợ, cho con, cho anh chị em của mình và cho cả đồng nghiệp nữa. Thì tất cả những điều tử tế đó là hành trang theo anh sang thế giới bên kia. Hôm nay bài đọc 1 lại trùng hợp với lại tình thương của Chúa. Tôi muốn kết luận bằng câu chuyện hai người cha. Hôm nay chúng ta nghe một người cha và hai cái núi, chúng ta cũng sẽ có thấy hai cái núi. Cái núi này mà bây giờ cha Giuse Nguyễn Thế Thuấn thì dịch là núi Chúa sẽ lo liệu, còn ở đây dịch là núi Chúa sẽ trông thấy. Cũng vậy, Chúa thấy, Chúa lo. Có nghĩa là ông Abraham giết đứa con trai, ông vâng lời Chúa, ông giết, ông thương nhất đứa con duy nhất ở cái tuổi cao niên mà ông vì vâng lời Chúa giết. Chúa đâu có nỡ để như vậy. Chúa cũng là một người cha hiểu hơn, cho nên Chúa bảo ngừng, bắt cái con vật kia thế cho đứa con, ta thấy lòng của người. Tức là Chúa yêu thương cái tình của người cha dành cho con mình. Cái núi thứ hai, núi Càn Về, thì cũng một người cha đứng trên trời nhìn xuống, con mình bị người ta giết thì không cứu. Con kêu là cha, sao cha nỡ bỏ con? Ông bố vẫn im lặng để con mình chết. Không phải không thương con, nhưng mà vì thương những đứa con trần gian như là thương con một của mình. Chúng ta so sánh hai cái cuộc tình đó để thấy Chúa thí con của mình vì thương chúng ta. Lẽ nào Chúa không thương anh Phêrô Hoàng Ngọc Điệp? Cho nên dù có yếu đuối lỗi lầm, nhờ lời cầu nguyện của gia đình, của quý ông bà, nâng đỡ, an ủi chị Phượng và các con cái, anh chị em của anh, nhất là cầu xin cho anh được
ở bên lòng Chúa yêu thương. Từ nay không đau yếu, không bệnh hoạn, không vất vả, không lo toan gì nữa hết. Bây giờ ở với bà vợ thứ tư hạnh phúc, bà thương mình, thì bây giờ mình sẽ nhìn thấy bà để mà tiếp tục cuộc sống vĩnh cửu bên người vợ thứ tư của mình.